Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 48. Vả khi các việc đó qua rồi, có người nói cùng Joseph rằng: Này cha người đau. Joseph bèn đem Manasse và Ephraim, hai đứa con trai mình, cùng đi đến. Họ cho Jacob hay và nói rằng: Này Joseph con trai ông đến thăm ông đó. Israel cố gượng ngồi dậy trên giường. Jacob nói cùng Joseph rằng: Đức Chúa Trời toàn năng đã hiện ra và ban phước cho cha tại Luzer trong xứ Canaan mà phán rằng: Này, ta sẽ làm cho ngươi sinh sản và thêm nhiều, làm thành một hội dân. Ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ này làm cơ nghiệp đời đời. Bây giờ, hai đứa con trai đã sanh cho con tại xứ Ai Cập trước khi cha đến là Ephraim và Manasse cũng sẽ thuộc về cha như Ruben và Simeon vậy. Còn mấy đứa con mà con sinh kế đó thì sẽ thuộc về con. Về phần hưởng cơ nghiệp, chúng nó sẽ đồng một thể cùng anh em mình. Khi cha ở Pha-đan trở về xứ Canaan thì Ra-chin chết dọc đường có mặt cha gần Ê-phê-rát. Cha chôn người ở bên con đường đi về Ê-phê-rát, tức là Bethlehem. Israel thấy các con trai Joseph bèn hỏi rằng: Những đứa này là ai? Joseph thưa rằng: Ấy là những con trai của con mà Đức Chúa Trời đã cho tại xứ này. Israel lại nói: Xin hãy đem đến đây, đặng cha chúc phước cho chúng nó. Vả mắt của Israel già nên làng chẳng thấy chi nữa, bèn biểu chúng nó lại gần, ôm choàng và hôn. Israel nói cùng Joseph rằng: Trước cha tưởng chẳng còn thấy được mặt con, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời lại làm cho cha thấy được đến dòng dõi con nữa. Joseph dẫn hai đứa con trai ra khỏi hai đầu gối cha mình, rồi sấp mình xuống đất. Đoạn người dẫn hai đứa trẻ lại gần cha, tay hữu thì dẫn Ephraim sang qua phía tả của cha, còn tay tả dắt Manasse sang qua phía hữu. Israel đưa tay mặt ra để trên đầu Ephraim là đứa nhỏ, còn tay trái để trên đầu Manasse. Người có ý riêng để tay như vậy vì Manasse là đứa lớn. Rồi người chúc phước cho Joseph rằng: Cầu xin Đức Chúa Trời mà tổ phụ tôi là Abraham và Isaac đã thờ phượng, là Đức Chúa Trời đã chăn nuôi tôi từ khi mới lọt lòng cho đến ngày nay. Thiên sứ đã cứu tôi ra ngoài vòng hoạn nạn. Hãy ban phước cho hai đứa trẻ này, nối danh tôi và tổ phụ tôi là Abraham và Isaac, và cho chúng nó thêm lên nhiều vô số trên mặt đất. Nhưng Joseph thấy cha mình để tay hữu trên đầu Ephraim thì có ý bất bình, liền nắm lấy tay cha đã để lên đầu Ephraim mà tráo đổi qua đầu Manasse, rồi thưa rằng: Chẳng phải vậy cha, đứa này đầu lòng, để tay hữu cha trên đầu nó mới phải chứ. Nhưng cha người không chịu và cãi rằng: Cha biết con, cha biết. Nó sẽ trở nên một dân, nó cũng sẽ lớn vậy con. Song thể nào em nó cũng sẽ lớn hơn, và dòng dõi nó sẽ thành ra vô số nước. Trong ngày đó, người chúc phước cho hai đứa con trai này mà nói rằng: Ấy vì ngươi mà dân Israel sẽ chúc phước nhau rằng: Cầu xin Đức Chúa Trời làm cho ngươi được giống như Ephraim và Manasse. Vậy Jacob đặt Ephraim trước Manasse. Israel lại nói cùng Joseph rằng: Này cha sẽ thác, nhưng Đức Chúa Trời sẽ phù hộ và đem các con trở về xứ tổ phụ. Còn cha sẽ cho con một phần đất trỗi hơn các anh em, là phần đất của cha đã dùng cung kiếm đoạt lấy của dân Amorit đó. Chương 49. Jacob gọi các con trai mình lại và nói rằng: Hãy hội lại đây, cha sẽ nói những điều phải xảy đến cho các con ngày sau. Hỡi các con trai Jacob, hãy hội lại mà nghe, nghe lời Israel cha của các con. Hỡi Ruben, con là trưởng nam của cha, sức lực cha và đầu tiên sự mạnh mẽ cha, vốn có sự tôn trọng và quyền năng toát chúng. Con sôi trào như nước
nên sẽ chẳng phần hơn ai, vì con đã lên giường cha. Con lên giường cha, bèn làm ô làm dơ đó. Simeon và Levi là anh em ruột, thanh gươm chúng nó thật khí giới hung tàn. Cầu cho tâm hồn cha chớ có đồng mưu, vinh hiển cha chớ hiệp cùng hội họ, vì họ đã giết người trong cơn giận dữ, cắt nhượng bò đực vì ý riêng mình. Đáng rủa xả thay cơn giận dữ họ vì thật là hung mạnh, đáng rủa xả thay khí giận họ vì dữ dằn thay. Ta sẽ phân chia họ ra trong nhà Gia-cốp, tán lạc họ trong dân Israel. Hỡi Giu-đa, các anh em sẽ khen ngợi con, tay con sẽ chận cổ quân nghịch, các con trai cha sẽ quỳ lại trước mặt con. Giu-đa là một sư tử tơ. Hỡi con bắt được mồi rồi tha về. Nó sụng gối, nằm khác nào sư tử đực. Như sư tử cái, há ai dám khiến ngồi lên. Cây phủ việc chẳng hề dời khỏi Giu-đa, kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó, cho đến chừng đấng Si-lô hiện tới và các dân vân phục đấng đó. Người buộc lừa tơ mình vào gốc nho, lừa con mình vào nhành nho tốt nhất. Người giặt áo sống mình vào rượu nho, cùng lấy huyết nho lau áo tơi mình. Mắt người đỏ vì cớ rượu, răng người trắng vì cớ sữa. Sa-bu-lôn sẽ ở nơi gành biển, tức là nơi có tàu đậu, bờ cõi người chạy về hướng Si-đôn. Isaka là một con lừa mạnh mẽ nằm nghỉ giữa chuồng, thấy rằng sự yên ổn là tốt lành và đất đai đẹp lắm thay. Người đã ruồng vai vác gánh nặng, phải vâng phục những điều siêu dịch. Đan sẽ xử đoán dân chúng mình như một trong các chi phái Israel. Đan sẽ là một con rắn trên đường, một rắn lục trong chốn nẻo cùng cắn vó ngựa, làm cho kẻ cởi phải té nhào. Hỡi Giê-hô-va, tôi trông ơn chẩn cứu của Ngài. Còn Gác sẽ bị một đạo binh xông đánh, nhưng người xông đánh lại và đuổi theo. Do nơi A-xe có thực vật ngon, người sẽ cung cấp mỹ vị cho các vua. Nép-ta-li là nai cái thả chuồng, nói bày nhiều lời văn hoa. Giô-sép là chồi của cây tươi tốt mọc gần bên suối nước, nhành nhánh phủ bao trên ngọn tường. Kẻ cầm cung đã ghẹo chọc người bắn tên vào và hãm đánh. Nhờ tay đấng toàn năng của Gia-cốp nên cung người vẫn bền chắc. Nhờ đấng chăn chiên là đá của Israel nên hai tay người thêm mạnh. Đức Chúa Trời của cha sẽ giúp đỡ con, đấng toàn năng sẽ ban phước cho con, tức là phước lành ở chốn trời cao xuống, cùng phước lành ở nơi vực rộng thẳm lên. Phước lành của vú và của lòng mẹ, phước lành cha chúc cho con vượt lần lên, cao hơn các phước lành của tổ phụ cha cho đến các chót núi đời đời. Các phước này sẽ ở nơi đầu Joseph, nơi trán của Chúa các anh em mình. Benjamin là một con chó sói hay cấu xé. Ban mai đi đánh chết mồi, chiều phân chia mồi đã được. Các người đó là đầu trưởng của 12 chi phái Israel, và đó là lời của cha họ nói đang khi chúc phước cho, chúc một lời phước riêng cho mỗi người vậy. Đoạn, người ra lệnh cho các con trai mà rằng: cha sẽ về nơi tổ tông, các con hãy chôn cha chung cùng tổ phụ nơi hang đá tại đồng ruộng Ephron người Hê-tít, tức là hang đá ở trong đồng Mạc-bê-la ngang Mam-rê thuộc về xứ Ca-na-an mà Abraham đã mua làm mộ địa luôn với đồng ruộng của Ephron. Ấy nơi đó, người ta đã chôn Abraham và Sarah vợ người, Isaac và Rebecca vợ người, mà lại nơi đó, cha cũng đã chôn Lê-a nữa. Cái đồng ruộng cùng hang đá ở tại đó đã mua của dân họ hết vậy. Khi trối mấy lời này cho các con mình xong, thì Gia-cốp để chân vào giường lại, rồi tắt hơi, được về cùng tổ tông mình. Chương 50. Joseph bèn cúi đầu xuống mặt cha mình, hôn người và khóc. Đoạn, Joseph biểu mấy thầy thuốc hầu việc mình dùng thuốc thơm xông cho xác cha. Thầy thuốc bèn xông cho Israel. 40 ngày xông thuốc hầu qua, vì ấy là hạn ngày dùng xông thuốc.
dân Ai Cập khóc người trong 70 ngày. Khi mãn tang rồi, Joseph bèn nói cùng quần thần Pharaon rằng: "Nếu tôi được ơn trước mặt các ngươi, xin hãy thuật lại lời này cho Pharaon nghe. Cha tôi có biểu tôi thề mà rằng: Này, cha sẽ chết, con hãy chôn cha nơi mộ địa ta đã mua sẵn rồi trong xứ Canaan. Vậy bây giờ tôi phải lên đó chôn cha tôi rồi sẽ trở xuống." Pharaon bèn phán rằng: "Hãy trở lên chôn cha ngươi y như lời người đã bắt thề đó." Joseph dời xác cha mình trở lên chôn. Quần thần Pharaon, các bậc trưởng lão trong đền, các bậc trưởng lão trong xứ Ai Cập, hết thảy nội nhà Joseph, các anh em và nội nhà cha mình đều đi lên theo đưa với người. Trong Gô-sen chỉ còn những đứa trẻ và chiên cùng bò của họ mà thôi. Lại cũng có đem ngựa và xe theo lên nữa. Thật là một đám xác rất đông thay. Khi đến sân đạp lúa của A-tác ở bên kia sông Giô-đanh, thì họ làm lễ khóc than rất nên trọng thể tại đó. Đoạn, Joseph để tang cha trong 7 ngày. Dân Canaan, tức là dân xứ ấy, thấy khóc than nơi sân đạp lúa A-tác thì nói rằng: "Ấy là một đám khóc than trọng thể của dân Ai Cập đó." Bởi cớ ấy, người ta gọi cái sân này tên là Aben Mitraim ở bên kia sông Giô-đanh. Vậy, các con trai Gia-cốp làm theo lời cha trối lại, dời xác người về xứ Canaan, chôn trong hang đá của đồng Mạc-bê-la ngang Mamre mà Abraham đã mua luôn với đồng ruộng Ép-rôn người Hê-tít để dùng làm mộ địa. Chôn cha xong rồi, Joseph cùng các anh em và các người đi lên theo đưa xác cha đều trở xuống xứ Ai Cập. Các anh Joseph thấy cha mình chết rồi thì nói với nhau rằng: "Có lẽ Joseph sẽ ganh ghét chúng ta và trả thù việc ác chúng ta đã làm cho người chăng?" Các anh bèn sai người đến nói cùng Joseph rằng: "Trước khi qua đời, cha em có trối rằng: Hãy nói lại cho Joseph như vậy: Ôi, xin hãy tha điều ác tội phạm của các anh con đi, vì chúng nó đã lỗi cùng con đó. Nhưng bây giờ cha xin con hãy tha tội kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời cha." Nghe qua mấy lời này, Joseph bèn khóc. Chính các anh người đến sấp mình xuống dưới chân mà nói rằng: "Các anh đây thật là kẻ tôi tớ của em đó." Joseph đáp rằng: "Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Vậy đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng các anh và con cái các anh." Đoạn, Joseph an ủi các anh và lấy lời êm dịu mà nói cùng họ. Joseph cùng nhà cha mình kiều ngụ tại xứ Ai Cập, người hưởng thọ được 110 tuổi. Người thấy được các con cháu Ephraim đến đời thứ ba và cũng có được nâng niu trên gối mình các con của Maki, tức con trai của Manasseh nữa. Kế, Joseph nói cùng các anh em rằng: "Em sẽ chết, nhưng Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em thật, đem các anh em về xứ mà Ngài đã thề hứa cùng Abraham, Isaac và Jacob." Jacob biểu các con trai của Israel thề mà rằng: "Quả thật, Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em. Xin anh em hãy dời hài cốt tôi khỏi xứ này." Đoạn Joseph qua đời, hưởng thọ được 110 tuổi. Người ta xông thuốc thơm cho xác Joseph và liệm trong một cái quan tài tại xứ Ai Cập. Chương 3. Vậy thì, sự trỗi hơn của người Giu-đa là thế nào? Hay là phép cắt bì có ích gì chăng? Ích lớn đủ mọi đàng. Trước hết là điều này. Ấy là lời phán của Đức Chúa Trời đã phó cho dân Giu-đa. Mà làm sao? Nếu một vài người trong bọn họ không thành tín thì sự không thành tín của họ có làm cho sự thành tín của Đức Chúa Trời ra hư không sao? Chẳng hề như vậy. Thà xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối. Như có chép rằng: "Ấy vậy, Chúa sẽ được xưng công bình trong lời phán của Ngài và sẽ được thắng khi chịu xét đoán." Song, nếu sự không công bình của chúng ta tỏ ra sự công bình của Đức Chúa Trời thì sẽ nói làm sao? Khi Đức Chúa Trời giáng cơn giận thì Ngài không công bình sao? Tôi nói như cách người ta nói. Chẳng hề như vậy. Nếu vậy thì Đức Chúa Trời đoán xét thế gian thế nào? Nhưng
nếu lẽ thật Đức Chúa Trời bởi sự nói dối của tôi mà được sự vinh hiển lớn hơn, thì sao tôi còn bị đoán xét như kẻ có tội? Vậy thì sao chúng ta không làm sự giữ cho được sự lành như kẻ gièm pha đã cáo và quyết rằng chúng ta dạy điều ấy? Sự đoán phạt những người đó là công bình. Thế nào? Chúng ta có điều gì hơn chăng? Chẳng có. Vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Giu-đa và người Gret thảy đều phục dưới quyền tội lỗi, như có chép rằng chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Họng chúng nó như huyệt mã mở ra, dùng lưỡi mình để phỉnh gạt. Dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang, miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng. Chúng nó có chân nhẹ nhàng đặng làm cho đổ máu, trên đường lối chúng nó rạc những sự tàn hại và khổ nạn. Chúng nó chẳng hề biết con đường bình an, chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó. Và chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời, vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giêsu Christ cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xứng công bình. Nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội. Bởi đức tin trong huyết đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xứng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giêsu. Vậy thì sự khoe mình ở đâu? Đã bị trừ bỏ rồi. Bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin. Vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chứ không bởi việc làm theo luật pháp. Hay là Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Giu-đa sao? Há chẳng phải cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại ư? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa, vì chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm cho kẻ chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin, cũng làm cho kẻ không chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin nữa. Vậy chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy. Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp. Chương 4. Vậy chúng ta sẽ nói Abraham, tổ phụ chúng ta, theo xác thịt đã được ích gì? Thật thế, nếu Abraham đã được xưng công bình bởi việc làm thì có cớ khoe mình, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy. Vì Kinh Thánh có dạy chi? Abraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người. Và đối với kẻ nào làm việc thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể như là nợ. Còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Ấy vậy, vua David cũng tỏ ra cái phước của người mà Đức Chúa Trời kể cho là công bình, chẳng bởi việc làm mà rằng: phước thay cho kẻ lỗi mình được tha thứ, tội mình được che đậy. Phước thay cho người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho. Vậy lời luận về phước đó chỉ chuyên về kẻ chịu cắt bì mà thôi sao? Cũng cho kẻ không chịu cắt bì nữa. Và chúng ta nói rằng đức tin của Abraham được kể là công bình cho người. Nhưng được kể thế nào? Khi người đã chịu cắt bì rồi, hay là khi người chưa chịu cắt bì? Ấy không phải, sau khi người chịu cắt bì bèn là trước. Vậy người đã nhận lấy dấu cắt bì như dấu ấn của sự công bình mà người đã được bởi đức tin khi chưa chịu cắt bì,
hầu cho làm cha hết thảy những kẻ tin mà không chịu cắt bì, đặng họ được kể là công bình, và cũng làm cha những kẻ chịu cắt bì, tức là cha những kẻ không những chịu cắt bì thôi, lại cũng noi theo dấu đức tin mà Abraham tổ phụ chúng ta đã có trước khi chưa chịu cắt bì vậy. Vả, ấy chẳng phải bởi luật pháp mà có lời hứa cho Abraham hoặc dòng dõi người lấy thế gian làm gia nghiệp, bèn là bởi sự công bình của đức tin. Vì nếu bởi luật pháp mà được hưởng gia nghiệp thì đức tin ra vô ích, lời hứa cũng bỏ rồi. Vì luật pháp sinh ra sự giận, song đâu không có luật pháp thì đó cũng không có sự phạm luật pháp. Vậy nên bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ân điển, và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Abraham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Abraham là tổ phụ hết thảy chúng ta, y như lời chép rằng: ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc. Thật, người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là đấng người đã tin, là đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi. Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin và trở nên cha của nhiều dân tộc, theo lời đã phán cho người rằng: dòng dõi ngươi sẽ như thế ấy. Người thấy thân thể mình hao mòn vì đã gần đầy 100 tuổi, và thấy Sara không thể sinh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém. Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời, vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. Cho nên đức tin của người được kể cho là công bình. Vả, ấy chẳng phải chỉ vì một mình người mà có chép rằng đức tin người đã được kể cho là công bình, nhưng cũng vì chúng ta nữa. Đức tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta là kẻ tin đấng đã làm cho Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta sống lại từ trong kẻ chết. Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Chương 5. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đang đứng vững. Và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sinh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sinh sự rèn tập, sự rèn tập sinh sự trông cậy, và sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Nào những thế thôi, chúng ta lại còn khoe mình trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được sự hòa thuận. Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Vì trước khi chưa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, song chưa có luật pháp thì cũng không kể là tội lỗi. Nhưng từ Adam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội, giống như tội của Adam là người làm hình bóng của đấng phải đến. Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người
mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Giêsu Christ chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Lại, sự ban cho này chẳng phải như việc xảy đến bởi một người phạm tội đâu. Sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên đoán phạt, nhưng sự ban cho của ân điển thì sau nhiều tội rồi dẫn đến sự xưng công bình. Và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Giêsu Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào. Vậy như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thế nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban sự sống cũng rải khắp cho mọi người thế ấy. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. Và luật pháp đã xen vào hầu cho tội lỗi gia thêm, nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thế nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thế ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Thi Thiên 150. Hallelujah! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài. Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng Ngài. Hãy ngợi khen Ngài vì các việc quyền năng Ngài. Hãy ngợi khen Ngài tùy theo sự oai nghi cả thể của Ngài. Hãy thổi kèn ngợi khen Ngài, gãy đơn sắt đơn cầm mà ca tụng Ngài. Hãy đánh trống cơm và nhảy múa mà hát ngợi khen Ngài. Hãy gãy nhạc khí bằng dây và thổi sáo mà ca tụng Ngài. Hãy dùng chập chỏa dội tiếng, mã la kêu rền mà ngợi khen Ngài. Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hallelujah! Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.